Ngày 17 tháng 11, Ủy ban Mặt trận thành phố Châu Đốc phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh tổ chức giải quần vợt chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Tham dự giải ở nội dung đôi nam, lãnh đạo có 12 vận động viên tham gia thi đấu theo thể thức đánh vòng tròn một lượt. Buổi thi đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Với tinh thần thể thao cao thượng, các vận động viên đã thi đấu hết mình với nhiều đường bóng hay và đầy kịch tính. Kết thúc buổi thi đấu, ban tổ chức đã trao cúp lưu niệm cho các vận động viên tham gia thi đấu. Thông qua đó, nhằm tạo sân chơi bổ ích, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị với nhau, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh tổ chức giải quần vợt. Tham dự giải có 22 vận động viên tranh tài thi đấu với nội dung đôi nam phong trào, hình thức thi đấu loại trực tiếp. Đây là dịp để các vận động viên trong mỗi cơ quan đơn vị có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe. Đồng thời, giải đấu cũng nhằm tạo không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2022. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho cặp có thành tích xuất sắc.